một người đàn ông một mình đến hoang đảo. Hòn đảo không có lấy một bóng cây, chỉ có những cơn nắng chói chang. Không có đồ ăn, chỉ có thể lặn xuống biển bắt cá hoặc các loài động vật khác để sinh tồn. Ở nơi này vì không thể đốt lửa nên chỉ có thể ăn thịt cá sống để tồn tại. Vậy chúng ta cùng xem người đàn ông này làm thế nào ở môi trường khổ cực này. Lái tàu đến điểm cần đến, Bè rả vờ không biết gì. Người bên cạnh nhắc nhở anh ta rồi đẩy anh ta xuống biển. Bè phải bơi hơn 1 km nữa mới có thể đến được hòn đảo nhỏ trước mặt. Hơn nữa, bên dưới mặt biển là từng đàn cá mập bơi quanh anh ta. Anh phải nhanh chóng lên bờ, chậm một chút sẽ nằm gọn trong bụng cá ngay. Trong 24 tiếng tiếp theo, anh ta sẽ ở đây một mình, không có lương thực, cũng không có ekip hậu cần. Chỉ có một cây lao và một cái mặt nạ lặn để sử dụng trong lúc cần thiết để sinh tồn trên hòn đảo hoang này. Bé bắt đầu mang đồ trang bị, anh vừa lên đảo nên tỏ ra cực kỳ phấn khích. Vì trước giờ anh chưa từng ở một mình trên hòn đảo hoang trong 24 tiếng. Tiết trời trong xanh, bờ biển mênh mông, nước biển trong thấy tận đáy. Cây lao chính là thứ giúp anh ta kiếm đồ ăn. Trên hòn đảo này, anh ta không có cách nào để đốt lửa vì không có vật dụng bằng gỗ nào cả. Thế nên ca bắt được chỉ có cách ăn sống. Bè đi bộ trên bờ biển đầy đá, tìm một nơi có thể dừng chân. Anh cầm cây lao mà Long Vương từng dùng, bắt đầu nhiệm vụ bắt cá. Lặn xuống vùng biển trong vắt, mặt nước chỉ sâu có hơn 1 mét mà có vô số loài cá đang tự do bơi lội. Những con cá con tôm nhỏ này đều không phải là thức ăn của anh. Chẳng có lấy một con cá nào đủ để anh đánh bắt một cách hợp pháp. Một con cá đuối đang nấp trong cát. Nó cứ nghĩ nó nấp như vậy là sẽ không ai thấy, không ngờ lại bị Bè dọa đến mức sợ mà bơi đi mất. Sau đó, anh tìm thấy một con tôm hùm ẩn mình trong những rặng san hô. Vì để không làm vỡ phần thịt của tôm hùm, Bè đã bỏ cây lao sang một bên. Nếu bắt bằng tay không thì sẽ bị thương, anh bèn cởi chiếc quần bơi duy nhất trên người mình ra buộc vào tay. Chiếc quần nhỏ màu trắng được máy bay không người lái chụp lại mờ mờ ảo ảo. Dù sao ở trên đảo hoang nên cũng không sợ bị lộ hàng. Lặn xuống dưới rặng san hô, tìm kiếm xem có thấy con tôm hùm nào ăn được hay không. Xem nào, một chú tôm đang ẩn nấp bị Bè phát hiện rồi. Lúc đưa tay ra bắt nó, con tôm sợ hãi chạy loạn lên. Anh bám theo nó. Nếu là lúc bình thường thì con tôm hùm này sớm đã bị tóm gọn rồi. Nhưng lần này, con tôm sợ hãi. Nó chưa từng thấy một người không cần mặt mũi thế này nên không cho Bè cơ hội bắt nó. Anh ta tức giận, mắng chửi con tôm không cho mình mặt mũi ở ngay dưới nước. Sau khi lên bờ, anh giải thích vì sao mình phải cởi quần bơi buộc vào tay rồi mới bắt. Nếu trực tiếp dùng tay không mà bị tôm kẹp vào tay thì có thể sẽ bị nhiễm trùng. Vì vậy mà thà không bắt được còn hơn bị nhiễm trùng phải vào viện. Cầm đồ lên và tiếp tục săn mồi nào. Anh đi lên bờ cát, cầm bộ đàm mình được cung cấp. Lần này phải lặn xuống khu nào sâu tầm 20 mét. Để đề phòng bất chắc thì cần bọn họ phải đưa thuyền đến gần khu vực đó quan sát. Sau khi báo tin, Bè lại nhảy xuống biển một lần nữa. Một đàn cá màu xanh dương xinh đẹp bơi qua trước mắt anh ta. Còn có rất nhiều loài hải sản đang bơi quanh một dạng san hô. Bè chỉ có một cây lao, muốn bắt được cá không có dễ dàng như vậy. Cây lao của Long Vương còn không xịn bằng cây súng bắn cá. Nhìn một đàn cá bơi qua người mình mà chẳng thể bắt được thì lên bờ chỉ có ăn cám. Mà ở gần đó, đồng đội của anh ta đã bắt được một con cá lớn trên thuyền, cơm no rượu say. Đã đến buổi trưa rồi, Bè chẳng có cơm chưa đành lặn xuống biển một lần nữa, bắt đầu nhiệm vụ đánh cá của mình. Mỗi lần ném cây lao ra, vì lực ném không đủ nên những chú cá phản ứng nhanh nhạy đều né được. Một đàn cá nhỏ xíu bơi qua chê cười con người ngốc nghếch này. Bè không bắt được con cá nào lại phải lên bờ. Lúc này anh phát hiện ra một con cá trình đang ẩn nấp trong một dạng san hô ở sát ven biển. Bè đến gần, con cá trình bị anh chàng này dọa đến mức lẩn luôn. Thực ra anh không hề muốn con cá trình này là bữa tối của mình. Ăn thịt cá trình sống thì không phải một lựa chọn hay ho với Bè. Anh chỉ muốn đuổi nó cho vui thôi. Hòn đảo hoang khổng lồ là một hoang mạc lớn. Trên đảo không có lấy một ngọn cây để che nắng. Bè không có nơi nào râm mát để nghỉ ngơi, chỉ có thể trốn bên dưới những đám cỏ khô cằn, tạm thời nấp ở đây để tránh ánh nắng gay gắt. Chờ khi mặt trời lặn, anh ta chui ra để tận hưởng hoàng hôn đẹp đẽ. Đồng đội của anh ở trên thuyền quan sát nhất cử nhất động của Bè, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc. Đã đến tối rồi, đồng đội của anh ăn no và đi ngủ. Bè không có gì ăn chỉ có thể nhịn đói qua một đêm. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Bè tỉnh dậy và phát hiện gần chỗ mình ngủ có một con rùa biển đang tắm nắng. Anh bò đến gần, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của con rùa. Sau khi ngắm rùa biển xong, Bè chưa ăn sáng lại cầm cây lao lên và xuống biển bắt cá. Máy bay không người lái chụp được trên mặt biển có một đàn chim đang kiếm ăn, nơi nào có chim biển thì ắt có cá bơi gần đó. Vừa đến gần thì có hai con cá mập đang săn mồi. Bè quay người bơi vào giữa đàn cá. Cá nhiều quá khiến anh ta hoa cả mắt. Chỉ cần cây lao đến gần đàn cá thì chúng lại tản ra. Không có một lần nào thành công cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn cá lớn bơi qua. Bè đói meo ném cây lao ra vô số lần. Cuối cùng cũng thành công ném trúng một con. Con cá bị thương không thể tiếp tục bơi mà chìm dần xuống biển. Vì sợ cá mập người thấy máu tươi sẽ bơi đến giành mồi, Bè vội lặn xuống đáy biển mang cá lên. Đã cả ngày không ăn gì, Bè bỏ cá vào túi rồi ngoi lên mặt nước. Anh quên cả cơn đói, lôi con cá nặng mấy cân ra khỏi áo. Còn hào hứng vẫy tay với đồng đội trên thuyền báo tin mình đã bắt được cá. Trên bờ cát, anh cầm con dao nhỏ dóc thịt cá ra ăn sống. Bè đói meo cả ngày trời ăn gì cũng thấy ngon. Nhiệm vụ bắt cá hoàn thành, đồng đội của Bè chuẩn bị đón anh trở lại thuyền để cùng ăn uống. Có điều, đồng đội muốn anh phải ăn hết con cá trước, còn mang theo cả một quả chanh để anh vắt vào thịt cá tăng hương vị. Được rồi, số Yêu vs. Y kỳ này kết thúc ở đây. Follow tôi nhé, tôi sẽ cho bạn biết thế giới này đặc sắc đến thế nào.